Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với sân bóng Phước Long để chúng ta theo dõi trận chung kết của giải bóng đá Minh Quân mở rộng năm 2022. Ngày hôm nay trận chung kết sẽ diễn ra giữa DBFC và Đặng Nguyễn FC. Cầu thủ Đặng Nguyễn FC ngày hôm nay họ sẽ thi đấu với trang phục áo đen quần đen, và cầu thủ DBFC họ sẽ thi đấu với trang phục áo vàng quần đen. Vậy hiệp một của trận đấu đã được bắt đầu. Và sân sờ tới từ vị trí của Thế Hiển. Điều chuyển. Một giải đấu tôi nói cực kỳ khắc nghiệt bởi lý do hai trận bán kết chỉ vừa diễn ra cách đây khoảng 15 phút. Đây là một cuộc chiến thể lực của hai đội bóng ở trong buổi chiều ngày hôm nay, khi mà buổi sáng này họ đã phải thi đấu, cùng với đó đầu giờ chiều họ đã phải vượt qua trận bán kết. Cú dứt điểm hụt người vừa của cú ra chân là A Vương. Tốc độ trận đấu đang diễn ra là khá chậm. Đường truyền của A Luận dứt điểm ngay, đó là bàn thắng đầu tiên cho các cầu thủ DP. 1-0 dành cho DP và tình huống ra chân tới từ A Sơn. Sáng nay thì ở trong vòng bảng của giải đấu thì cầu thủ Đặng Nguyễn đã chiến thắng cầu thủ DP với tỷ số 3-0, nhưng buổi chiều nay là một trận đấu khác, một mặt trận khác, và cầu thủ DP họ đã có được và thắng vươn lên. Đường chuyền của Á Báo xoay sở dứt điểm không thành công. Đường chuyền thuộc về Á Đạt dứt điểm ngay, cú ra chân không thành. Đường chuyền đáp trả tới từ phía cầu thủ DP ở trường FC. Chấp là rất quyết liệt và đây là cơ hội cho Quang Nguyễn. Không vào. Vẫn không vào. Hai tình huống dứt điểm liên tiếp và như vậy thì bóng chạm tay. Sẽ có một quả phạt nền. Trọng tài Bụng Bự đã cắt còi rồi. Chúng ta sẽ cùng coi lại pha bóng này. Điểm chân trái của Quang Nguyễn Thành Công rõ ràng là một quả phạt nền cho các cầu thủ Đặng Nguyễn. Và như vậy thì A Quẹo, Giàng A Quẹo sẽ đứng trước quả đá phạt nền này, và cái chân trái của A Quẹo có lẽ sẽ làm cho anh em kia thất vọng. A Quẹo, như vậy thì A Quẹo đã thành công. Rất căng thẳng. A Quẹo là một trong những cầu thủ nổi tiếng ở thành phố biển Nha Trang với những màn đá pen hỏng, và rất may lần này anh đã thành công. Một đều dành cho các cầu thủ Đặng Nguyễn. Để chiếc bóng đang là A Luận, vẫn ok đúng không? A Luận được chiếc không được đánh bạn. Đây là A Quẹo lỗi rồi, tình huống quét trụ tới từ A Luận. Quẹo không thành công. Phản công dành cho các cầu thủ áo vàng. Không có đường chuyển và không có lỗi, tiếp tục phản công dành cho các cầu thủ áo đen. A Quẹo quá rồi. A Quẹo không hiểu sao tình huống vừa rồi A Quẹo có thể xử lý rất phức tạp. Ngồi ngoài sân thì con trai của A Quẹo đã kêu trời kêu đất với tình huống xử lý tới từ ông già của mình. Chúng ta sẽ cùng coi lại tình huống ve bóng là rất mượt. Tuy nhiên ở pha bóng cuối cùng thì A Quẹo không thể tung ra được cú dứt điểm, mà đó là cú ve bóng tiếp và sau đó là trượt trụ. Cú bóng vào không được, không thể chiến thắng được thủ thành A Vinh. Cú đá bồi cũng không thành công.
chuyền lên tới từ A Nhân, người cắt bóng đó là A Sơn. Dứt điểm, cú dứt điểm với lực đi rất căng tới từ A Sơn. A Luận, vẫn là A Luận, đi bóng là hơi dài. A Luận là một trong những như vậy đã có thẻ vàng được rút ra. A Vinh ở trận đấu trước thì A Bảo chơi rất hay, tuy nhiên là trận đấu này có vẻ như A Bảo đã ăn cái sức không. Như vậy thì A Bảo có một đường chuyền đã có bàn thắng. Tình huống ghi bàn có phần may mắn tới từ phía các cầu thủ Đặng Nguyễn. Tuy nhiên tình huống dâng lên ở bên lăng bên trái của A Bảo là hay. Chúng ta sẽ cùng coi lại pha đi bóng rất khó chịu tới từ A Bảo ở bên lăng bên trái, sau đó là đường chuyền dọn gỗ dành cho đồng đội. Ở tình huống dứt điểm, bóng đã lọt qua háng của thủ thành bên phía cầu thủ DP. Nguy hiểm, cú dứt điểm tới từ A Vương. Đây rồi, một lần nữa thì bàn thắng lại đến với cầu thủ DP. Hai đều rồi, liên tục là những bàn thắng đã diễn ra trong ít giây vừa qua. Chúng ta sẽ cùng coi lại tình huống cắt bóng và phản công nhanh tới từ vị trí của A Cường. Rất bất ngờ, và thành công là rất khó chịu, và sau đó là loại bỏ hai cầu thủ áo đen và dứt điểm chiến thắng thủ thành Thành Vinh. Dứt điểm không được. Á Toàn, để chuyền lên của Giang Á Toàn, cú đặt lồng theo phong cách đá cầu mây tới từ vị trí của A Vũ, và đó là tình huống cuối cùng của hiệp một. Và chúng ta sẽ tạm nghỉ phút trước khi bước sang theo dõi hiệp thiếu thứ hai của trận đấu này. Thì một trận đấu là một hiệp đấu mãn nhãn với các khán giả theo dõi trận đấu này khi tỷ số là 2-2. Như vậy thì hiệp 2 của trận đấu đã được bắt đầu. Ở trong hiệp thiếu thứ hai này thì các cầu thủ DP họ sẽ tiến công thành phía tay trái mảnh nhỏ của quý vị và các bạn với trang phục áo vàng quần đen. Các cầu thủ Đặng Nguyễn họ là những người thi đấu với trang phục toàn đen ở trong trận đấu này. Này đang là A Vương. Dứt điểm tới từ A Vương khá nguy hiểm. Cú dứt điểm bóng đi sát dạt cột dọc tới từ Giàng A Vương. Theo thông tin tới từ con trai thứ hai của Kiều Nguyễn thì ngày hôm nay Kiều Nguyễn thi đấu với một tâm lý là không tốt vì bố mẹ giận nhau. Đá ngay tới từ thủ thành A Vinh. À, như vậy thì đính chính lại từ hoàng tử của nhà A Quẹo thì ba mẹ không nói chuyện với nhau chứ không phải là giận nhau. Cơ hội đây rồi, không được, xoay trở là khá tốt. Tình huống ra vào hợp lý tới từ thủ thành A Vinh. Cú dứt điểm và đó là bàn thắng. Cú dứt điểm là rất khó tới từ A Quẹo. Như vậy thì theo thông tin của hoàng tử nhà A Quẹo thì có vẻ như là việc bố mẹ giận nhau đã khiến cho A Quẹo có được tâm lý hưng phấn khi tham gia những trận chung kết như thế này. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng coi lại tình huống dẫn tới pha làm bàn tới từ A Quẹo. Cú dứt điểm bằng chân trái ở một góc là rất khó và thủ thành bên phía cầu thủ DP đã bó tay. Không biết là nhìn về tỷ có xem trận đấu này hay không. Tình huống phạm lỗi với thủ thành bên phía các cầu thủ DP tới từ A Quẹo. Tuy nhiên thì nếu nhìn Liberty có xem trận đấu này và xem tình huống ghi bàn tới từ Quẹo Nguyễn thì chắc có vẻ như là tối nay mọi giận hờn sẽ được xóa bỏ. Mình mà là vợ Quẹo Nguyễn tối nay về mình thưởng 5 nháy luôn. Rồi, khoảng trống, dứt điểm, rất nguy hiểm. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng coi lại pha bóng rất đẹp dẫn tới bàn thắng của Quẹo Nguyễn. Cái vùng chân trái, một cái chân thuận của Quẹo Nguyễn và nó là một siêu phẩm của trận chung kết. Đã có bàn thắng quân bình tỷ số và lần này Giang A Luận
đã là người quân bình tỷ số cho các cầu thủ DP. Trận chung kết đang diễn ra với một kịch bản là khá điên rồ. Chúng ta sẽ cùng quay lại cú phạt góc này chạy chỗ rất hay. Một tình huống đá bài tới từ phía cầu thủ áo vàng, chạy chỗ kéo người và lấp đầy khoảng trống. Hồi giờ chúng ta chỉ thấy hoặc là chúng ta biết đến những môn thể thao lấp đầy khoảng trống ở nhà chúng ta thôi. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta có thấy một siêu phẩm ở trên sân ở một tình huống phạt góc với cú dứt điểm tới từ Giàng A Luận. Tình huống lấp đầy khoảng trống của Giàng A Luận là khá hay. Vẫn là bóng bổng, cú đánh đầu. Có lẽ là A Luận là một trong những ngôi sao của bộ môn lấp đầy khoảng trống. Và theo thông tin của tôi thì người yêu rất nhiều. Quẹo Nguyễn đang là người đứng trước bóng. Quẹo Nguyễn không được. Cú sút mất bóng tới từ A Quẹo. Đã có chị. Cự ly đá phạt gần như tương tự với cú phạt mà Quẹo Nguyễn vừa được hưởng. Đang là bàn nhau rất kỹ, những tình huống cố định đang là những chìa khóa cho các cầu thủ áo vàng. Chúng ta có thể thấy họ đã thực hiện quả đá phạt góc tốt như thế nào. Áo Luận được chuyển nhãn luôn, tiếp tục là một bài đá phạt hay quay cho các cầu thủ DP. Các cầu thủ DP có những bài đá phạt cố định là cực kỳ hay ở trong trận chung kết này. 4-3 dành cho các cầu thủ áo vàng. Một lần nữa thì các cầu thủ áo vàng lại tiếp tục vươn lên và chúng ta sẽ cùng coi lại tình huống đá phạt này. Trước khi đá phạt thì hai cầu thủ đã bàn nhau rất kỹ. Là Tường trả ngược, sau đó là lấp đầy khoảng trống như tôi đã nói rồi. Giàng A Luận là một trong những ngôi sao của bộ môn lấp đầy khoảng trống. Điều đó chứng minh cho danh sách người yêu của Giàng A Luận lên tới 17 trang. A Kiệt có thể hình dày và rất khó có thể lấy bóng được trong chân của anh. Tình huống bắt bóng tốt tới từ thủ thành A Vinh khi mà anh phải quay lưng với khung thành đối phương. Cơ hội à, bảo không được. Cái đá vừa lên dẫn trước, dứt điểm. Cú dứt điểm bằng chân trái tới từ Quyền Nguyên. Cú dứt điểm trái chân, đánh đầu ngược. Khá nguy hiểm là tình huống tiếp bóng vừa rồi tới từ vị trí của A Kiệt. Và xử lý tới từ A Toàn, cú dứt điểm từ xa. Mất hai nhịp thì thủ thành bên phía DP mới có thể làm chủ được tình hình. A Kiệt được chuyển, A Luận dứt điểm không vào. Quá đáng tiếc là tình huống bóng vừa rồi. Cần phải khẩn trương hơn. A Vinh có thể dứt điểm, cú dứt điểm rất khó chịu tới từ A Vinh. Sẽ là phạt góc dành cho các cầu thủ áo đen. Đưa bóng vào. Sẽ là phản công nguy hiểm, khoảng trống. Tình huống cứu thua tới từ A Vinh. Chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu thì đó là điều khó khăn cho các cầu thủ áo đen. Dứt điểm và dứt điểm kỹ thuật. Một cú Rabola không thành tới từ vị trí của A Kiệt. A Vinh khoảng trống. Khoảng trống. Không được. Cơ hội. Vâng, và như vậy thì trận chung kết đã kết thúc với tỷ số là 4-3 dành cho cầu thủ DPFC. Xin chúc mừng nhà vô địch của giải đấu năm nay. Chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng với cao thủ DPFC ở trong trận chung kết này. 20 triệu tiền thưởng sẽ bay về túi ông bầu của đội bóng áo vàng. Xin chúc mừng các cầu thủ DPFC với một màn trình diễn rất hay ở trong trận chung kết. Xin cảm ơn các cầu thủ Đặng Nguyễn với màn thể hiện ở trận chung kết năm nay.